Xin chào các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm để các anh chị có thể kiến tạo và xây dựng cho mình một cái bộ chính sách, một cái bộ chính sách để mà thu hút các cái đại lý, những người bán hàng trực tuyến của chúng ta. Chúng ta tạm gọi nó là hợp đồng, hợp tác hay chính sách kinh doanh hay là chính sách cho phát triển hệ thống thế nào cũng được. Muốn xây dựng được cái chính sách này thì các bạn sẽ cần phải lưu ý, thứ nhất là các bạn phải xem là cái giá bán của mình là bán như thế nào, cái công thức giá bán so với cái giá nhập, các cái khoản chi phí là ra sao, bạn nhân 2 hay nhân 1,5 hay nhân 3, nhân 4, nhân 5, cái đấy là tùy bạn. Giả sử rằng bạn nhập một cái sản phẩm giá 100.000 ở bên kia về, cộng thuế má vào đến về đến cửa hàng nhà bạn, về đến kho nhà bạn hết 140.000, 150.000, ví dụ như vậy, thì bạn nhân 2 lên bạn sẽ bán 300.000, bạn nhân 3 lên bạn sẽ bán 450. Tại sao bạn phải quan tâm đến cái chuyện bạn nhân? Bởi vì chiết khấu cao hay chiết khấu thấp nó phụ thuộc vào cái công thức nhân này. Nếu như giả sử rằng bạn nhân thấp, bạn nhân 0.5 hay 0.8 hay 1 chấm hay là 1.5 hay 2 chấm hay 3 chấm, ví dụ như thế thì nó sẽ rất là khó, đúng không? Càng nhân thấp thì cái mình có ít tiền để làm, mà càng nhân cao thì mình có nhiều tiền để làm. Nhưng nhược điểm của việc nhân cao đấy là giá nó sẽ đắt, và người ta bảo là mình đội giá. Cái chuyện đội giá hay không thì cứ thuận mua vừa bán thôi. Bởi vì trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm mà giá nhập của nó rất là rẻ nhưng giá bán rất đắt, bởi vì thị trường không hề biết về điều đó. Đấy nhá. Ok, nhân bao nhiêu là do bạn, tôi không nói, là do cách bạn định giá, cách bạn xây dựng thương hiệu, cách bạn định vị thương hiệu. Bạn có quyền nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5 tùy bạn, được chưa? Sau khi mình có cái chính sách giá như vậy rồi thì mình bắt đầu mình xây dựng chính sách chiết khấu. Chính sách chiết khấu thì mình sẽ chia thành các cấp bậc. Ví dụ như là cấp 1 thì phải nhập là 200 triệu trở lên, cấp 2 thì nhập 180 triệu, cấp 3 thì nhập 150 triệu, cấp 4 thì nhập 100 triệu, cấp 5 thì nhập 50 triệu, giả sử như thế. Mình chia thành nhiều cấp bậc tương ứng với mức doanh số nhập hàng, mức doanh số cộng dồn, vân vân. Sau đó mình thưởng chiết khấu hoa hồng trực tiếp, mình thưởng chiết khấu cuối tháng, mình thưởng chiết khấu cộng dồn. Cái này thì thực ra nó chính là về chính sách sale thôi. Rồi thì các cái chương trình khuyến mại, các cái chương trình quà tặng, các chương trình lễ lạt đầu năm, Tết nhất, lì xì, chỉ vàng, cây vàng gì gì đó, rất nhiều, đúng không? Tất cả những cái chính sách như này, chính sách cộng dồn, chính sách thưởng cuối tháng, chính sách thưởng đơn hàng, thưởng đại lý mới, thưởng quý, thưởng năm, thưởng du lịch, thưởng doanh số, rất nhiều các loại chính sách như vậy, bản chất là kích sale thôi, đúng không? Thưởng hiện vật, rồi thì các cái chính sách bán hàng như là chính sách đổi trả bảo hành sản phẩm, chính sách tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng, chính sách đào tạo, đúng không ạ? Rồi thì chính sách đi du lịch, chính sách mua bảo hiểm, rồi thì chính sách đãi ngộ sau một thời gian, vân vân. Rồi thì chúng ta cũng phải lưu ý là cái việc xây dựng chính sách này thì bắt buộc chúng ta phải xây dựng dưới dạng hợp đồng mua bán, và chúng ta ký cá nhân hoặc là chúng ta ký công ty với các cá nhân hoặc công ty với các công ty. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải lưu ý là các cái bản chính sách này chúng ta có thể thay đổi cho nó phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế, bởi vì mình có thể là giảm hoặc tăng, mình có thể thêm hoặc bớt bất kỳ một cái công thức nào, ví dụ như là về chiết khấu, ví dụ như là quà tặng, ví dụ như là khuyến mại, ví dụ đổi trả, tùy vào cái việc là mình kinh doanh như thế nào, mình kích sale ra sao, đúng không? Và chính sách hay là cái cách mà chúng ta xây như thế, chúng ta phải tính hết các rủi ro về tài chính, tầm nhìn dài hạn về tài chính. Chính sách này nó phải cover, tức là phải bao trùm được, phải cáng đáng được các cái khoản chi phí, bao gồm là chi phí văn phòng, chi phí showroom, chi phí bán hàng, chi phí nhân sự, chi phí tiền lương, chi phí tiền lãi vay, chi phí lợi nhuận, vân vân. Tất cả những khoản như thế mình phải tính. Thông thường thì tôi nghĩ rằng là giả sử rằng bạn nhập sản phẩm là giá là 100.000 cộng về thuế má về đến Việt Nam, nếu mà nhập khẩu, còn nếu mà trong nước thì 101, 102 về đến kho. Đấy, ví dụ như thế, các bạn nhân 3 tôi nghĩ là bắt đầu có thể kinh doanh được. Nếu còn nếu mà các bạn có thể là cần tùy từng sản phẩm, tùy từng phương pháp định vị, tùy từng mức độ khan hiếm, bạn có thể nhân 5, nhân 7 tùy các bạn. Thậm chí rất nhiều sản phẩm tôi biết được trên thị trường họ đang nhân 10, nhân 12, nhân 15, thật là kinh khủng.
Nhưng mà vẫn có những người đang làm như vậy, và ở đâu đó vẫn có những người thành công, tôi không tiện nêu tên, tôi không tiện chỉ mặt. Họ vẫn làm được, nhưng mình kinh doanh thì mình cũng cần phải có tâm một chút, đúng không ạ? Đừng có ăn lời quá, đúng không ạ? Đừng có làm quá lên, bởi vì là như thế cũng sẽ không tốt đâu. Thì mình cứ tính toán là nhân 3, nhân 5 như nào đấy cho nó phù hợp với cái mong muốn, cái định vị của mình và cái khả năng kinh doanh của mình. Ok, đặc biệt là mình phải chuẩn bị các cái bộ chính sách này gọi một cách đầy đủ, rõ ràng, và tham vấn thêm những cái bộ chính sách của các đối thủ bằng cách là mình sang đấy mình tham khảo, hoặc là mình mời người của đối thủ về mình hỏi, hoặc là mình tìm cách này mình nội gián, mình lấy các cái bảng báo giá cũng như là các chính sách chiết khấu về để mình xây dựng, mình tham khảo thêm. Ok, rồi chúng ta clear, chúng ta rõ cái phần này rồi chứ ạ. Rồi, xin chúc các bạn tạo ra cho mình được một cái bộ chính sách hoàn hảo, và nhớ rằng là phải làm hợp đồng nhá. Tất cả phải có hợp đồng mua bán, trao đổi và các điều khoản rất là rõ ràng, tránh việc sau này cãi nhau rất nhiều. Bởi vì một cái hệ thống bán hàng hàng trăm người, hàng nghìn người cãi nhau như trẻ con luôn. Rồi thì đặc biệt là một cái hệ thống toàn là phụ nữ bán hàng nữa thì rất kinh khủng. Phụ nữ thì luôn nói nhiều, luôn nhỏ nhặt trong một số trường hợp, đúng không? Cãi vã như là một cái chợ luôn. Thì các bạn cần lưu ý điều đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.